Ta nghiên cứu ra là mỗi một cái lít dầu thải như vậy thải ra môi trường nó có thể gây ô nhiễm cả triệu lít nước. Thì tôi muốn góp phần nào đó, tức là từ trong gia đình của mình, để tái chế cái dầu thừa đó thành xà phòng thì sẽ giảm bớt được cái gánh nặng ra môi trường. Từ 1 kg dầu thừa thì có thể tạo ra khoảng 1,5 kg xà phòng. Tôi thì thấy ý tưởng chế biến dầu thừa thành xà phòng hữu ích của chị Hậu rất là thú vị và ý nghĩa. Lối sống xanh thì không phải là điều gì đó phức tạp mà nó được bắt nguồn từ những điều chúng ta có thể thực hiện bằng hàng ngày. Muốn truyền đi thông điệp là, tức là không chỉ là các bạn trẻ mà tất cả mọi người đều hoàn toàn có thể là hạn chế được cái rác thải từ trong chính gia đình mình. Và nếu mà có rác thải, nếu có dầu thừa thì hoàn toàn có thể tái chế lại để thành những cái sản phẩm hữu ích hơn.